năm 1527, Lê Cung Hoàng ra chiếu nhường ngôi hoàng đế cho Mạc Đăng Dung, kết thúc triều Lê và mở đầu triều Mạc trong lịch sử Việt Nam. Năm 1790, trong cuộc cách mạng Pháp, hiến pháp dân sự của các giáo sĩ được thông qua và đặt giáo hội công giáo ở Pháp dưới sự kiểm soát của nhà nước. Năm 1804, cựu Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Alexander Hamilton qua đời sau khi Phó Tổng thống Aaron Burr bắn ông trong một cuộc đấu súng để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Năm 1854, ông George Eastman, người phát minh ra máy ảnh Kodak, ra đời ở Waterville, New York. Ông mất năm 1932. Năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln ký thành luật trao tặng huân chương danh dự cho quân đội Hoa Kỳ. Từ năm 1861 đến năm 1999, huy chương này được trao cho 3.410 thành viên của các lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Năm 1920, kênh đào Panama chính thức được khai trương 6 năm kể từ ngày có con tàu đầu tiên đi qua. Năm 1940, Hồ Chí Minh viết báo cáo về tình hình Việt Nam cho quan thầy quốc tế Cộng sản. Trong bản báo cáo, Hồ Chí Minh viết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện quá yếu, không đủ cán bộ để đánh kẻ thù của Liên Xô là phát xít Nhật và Pháp từ bên trong Việt Nam. Nhưng Hồ Chí Minh viết rằng có thể đánh từ ngoài vào nếu quốc tế Cộng sản từ Mạc Tư Khoa có thể cho phép Hồ Chí Minh được tự do hoạt động tại biên giới cho một ít súng đạn, cho một ít kinh phí và vài vị cố vấn thì Hồ Chí Minh có thể thiết lập một căn cứ địa đánh phát xít Nhật và Pháp dùng cho Liên Xô. Năm 1943, Nga đánh bại lực lượng Đức tại Prokhorovka. Trong một trận chiến xe tăng lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 12.000 người đã thiệt mạng. Năm 1946, sau khi cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh rập khuôn theo chính sách tiêu diệt các lực lượng đối lập của Stalin, nên đã ra lệnh trừng chinh cho mật vụ đột nhập trụ sở Việt Nam Quốc dân đảng ở số 9, phố Ôn Như Hầu, Hà Nội. Hàng trăm người bị giết bằng cách trói lại và bị quăng xuống những con sông để họ chết chìm rồi loan tin là những người này bị Việt Nam Quốc dân đảng thủ tiêu. Năm 1984, video Like a Virgin của Madonna được chiếu trên MTV và ngay lập tức trở thành một bản top hit. Năm 1990, chỉ hai ngày sau khi ông Mikhail Gorbachev tái đắc cử vào vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Vladimir Yeltsin, Tổng thống Cộng hòa Nga tuyên bố từ chức khỏi đảng. Hành động của ông Yeltsin là một đòn chí mạng vào những nỗ lực của ông Gorbachev để duy trì sự đoàn kết của Liên Xô. Năm 1995, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Năm 1996, Hoàng tử Charles và công nương Diana của Anh Quốc đồng ý các điều khoản ly hôn và chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm của họ. Năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng. Sau đó, Phi Luật Tân thắng kiện.